Thường xuyên bị tiêu chảy sau khi ăn là hiện tượng gây khó chịu cho trẻ, khiến trẻ biếng ăn. Điều này khiến các bậc phụ huynh lo lắng không yên. Vậy nguyên nhân của hiện tượng này do đâu, có nguy hiểm không? Và cha mẹ có thể làm gì để giúp đỡ trẻ khỏi tiêu chảy? Tại đây, tôi sẽ giúp bạn giải đáp được vấn đề này. Tiêu chảy là hiện tượng đi ngoài nhiều lần. Tiêu phân lỏng, phân có thể tanh hôi. Trẻ bị tiêu chảy có thể kèm theo đau bụng, nôn ói, trướng bụng, quấy khóc. Trẻ hay bị tiêu chảy sau khi ăn có thể cảnh báo một số bệnh lý nguy hiểm mẹ cần biết. Thường xuyên bị tiêu chảy sau khi ăn do nhiễm trùng đường ruột. Điều này xảy ra khi trẻ ăn phải thức ăn hay nước uống bị ô nhiễm. Những thực phẩm này chứa các virus, vi khuẩn gây bệnh, các vi sinh vật khiến đường tiêu hóa của trẻ bị tổn thương, gây ra tiêu chảy. Trẻ bị nhiễm trùng đường ruột có thể bị tiêu chảy ngay sau khi ăn hay sau khoảng vài giờ đến vài ngày trẻ bị tiêu chảy nhiều lần sau bữa ăn ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe cha mẹ cần lưu ý xem trẻ có thường xuyên tiêu thụ thực phẩm bẩn hay không thường xuyên bị tiêu chảy sau khi ăn do dị ứng một số loại thức ăn nước uống có thể gây ra tiêu chảy ở một số trẻ nhất định nếu không chú ý tránh các thức ăn này trẻ sẽ thường xuyên bị tiêu chảy sau khi ăn các trường hợp thường gặp là trẻ dị ứng thức ăn một số thực phẩm gây dị ứng thường gặp như sữa trứng cá và hải sản đậu phộng các loại hạt Cha mẹ cần chú ý quan sát và loại bỏ thực phẩm gây dị ứng ra khỏi thực đơn của trẻ. Trẻ ăn quá nhiều chất béo, ăn quá nhiều chất béo khiến trẻ khó tiêu hóa thức ăn, đầy hơi, đau bụng và tiêu chảy. Chất béo còn gây suy yếu hệ vi sinh đường ruột ảnh hưởng đến hoạt động tiêu hóa của trẻ. Nên hạn chế bớt các món ăn nhiều dầu mỡ cho trẻ. Trẻ không dung nạp lactose, đây là một loại đường có trong các sản phẩm từ sữa bò. Trẻ không dung nạp lactose sẽ bị các vấn đề về tiêu hóa, thường gặp hơn cả là tiêu chảy khi uống sữa. Do đó, cần tránh có trẻ ăn, uống các sản phẩm từ sữa bò. Thường xuyên tiêu chảy sau ăn do mắc hội chứng ruột kích thích. Đây là một bệnh lý đường tiêu hóa gây ra các biểu hiện như đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy. Các triệu chứng này thường xuất hiện sau mỗi bữa ăn gây khó chịu cho trẻ. Bệnh lý này có thể kéo dài hàng tuần hay hàng tháng. Nguyên nhân chính xác gây ra hội chứng này còn chưa rõ tuy nhiên một số nghiên cứu chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến bệnh này như ăn quá nhanh hay quá chậm thần kinh trong ruột có vấn đề trẻ stress hoặc gia đình trẻ có người mắc hội chứng này tâm trạng căng thẳng stress có thể ảnh hưởng đến hoạt động tiêu hóa của trẻ điều này khiến nhu động ruột của trẻ tăng lên do đó gây ra tiêu chảy hiện tượng này thường gặp sau bữa ăn sáng đặc biệt những trẻ ở độ tuổi đi học trước những bài kiểm tra có thể gặp tình trạng này tình trạng này sẽ hết khi vấn đề gây căng thẳng được giải quyết thường xuyên bị tiêu chảy sau ăn vì uống quá nhiều nước trái cây hiện tượng này có thể xảy ra ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khi uống quá nhiều nước có hàm lượng đường cao như nước trái cây nước ngọt lượng đường cao sẽ hút nhiều nước vào lòng ruột khiến trẻ đi ngoài phân lỏng tiêu chảy đặc biệt việc uống nhiều các loại nước này trong bữa ăn khiến trẻ thường xuyên bị tiêu chảy sau khi ăn cha mẹ chú ý cho con uống lượng nước trái cây vừa phải và không nên uống trong bữa ăn của trẻ điều này không chỉ khiến trẻ tiêu chảy mà còn khiến trẻ cảm giác no bụng ăn ít hơn thường xuyên bị tiêu chảy sau khi ăn do nhiễm ký sinh trùng các loại run sán ký sinh cũng là nguyên nhân thường gặp khiến trẻ thường xuyên bị đi ngoài sau khi ăn trẻ mắc phải tình trạng này do ăn các loại thức ăn sống hay chưa nấu chín kỹ ngoài ra trẻ sử dụng nguồn nước ao hồ sông suối chưa qua xử lý kỹ cũng gây nhiễm ký sinh trùng tình trạng này sẽ kéo dài cho đến khi các loại ký sinh trùng này được tiêu diệt Do đó, cha mẹ cần cho trẻ từ 2 tuổi sổ run định kỳ 2 lần mỗi năm. Đồng thời, cần chú ý nguồn thức ăn của trẻ, cho trẻ ăn chín, uống sôi. Cách phòng tránh tiêu chảy cho trẻ, trẻ thường xuyên bị đi ngoài sau khi ăn có thể do các bệnh lý hay do thói quen ăn uống. Tiêu chảy thường xuyên ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của trẻ. Do đó, việc phòng ngừa tiêu chảy là hết sức quan trọng, hãy tìm hiểu các cách hiệu quả sau đây. 1. Tránh các thực phẩm gây kích thích đường tiêu hóa. Đồ ăn đường phố, thức ăn nhanh, đồ ăn nhiều phụ gia thực phẩm là yếu tố nguy cơ khiến trẻ bị tiêu chảy nhiều hơn. Ngoài ra, đồ ăn nhiều dầu mỡ cũng khiến trẻ dễ bị tiêu chảy hơn. Ngoài ra, đối với những trẻ khác nhau, cần chú ý các thực phẩm gây dị ứng hay khó tiêu khác nhau để phòng tránh. Do vậy, hãy hạn chế cho trẻ ăn những thực phẩm trên. Một chế độ ăn lành mạnh với nhiều chất xơ giúp hệ tiêu hóa của con khỏe mạnh hơn. Sử dụng thực phẩm tươi sạch thay mỡ động vật bằng dầu thực vật là những cách mẹ có thể làm để hạn chế tình trạng thường xuyên bi tiêu chảy sau khi ăn của trẻ. 2. Cho trẻ ăn uống bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Trẻ cần được ăn chín uống sôi. Thực phẩm cho trẻ cần có nguồn gốc rõ ràng, chế biến và bảo quản hợp lý. Cần hạn chế cho trẻ ăn các loại rau sống, các món tái. Nếu ăn cần phải rửa kỹ rau dưới vòi nước sạch. Điều này giúp trẻ hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm trùng và ký sinh trùng. 3. Cho trẻ ăn lượng ít mỗi bữa và tăng số bữa trong ngày. Trẻ thường xuyên bị tiêu chảy sau khi ăn không nên ăn quá nhiều thực phẩm cùng lúc. Điều này gây tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa, tăng tổn thương đường ruột và tăng tiêu chảy. Do đó, trẻ nên chia nhỏ bữa ăn để hấp thu tốt hơn và kiểm soát tiêu chảy. 4. Bổ sung các vi khuẩn có lợi cho đường ruột của trẻ. Các lợi khuẩn rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. Bình thường, trong ruột trẻ có hệ vi sinh thường trú khi trẻ tiêu chảy, hệ vi sinh này mất cân bằng khiến các tình trạng bệnh đường tiêu hóa nặng nề hơn. Trẻ cần bổ sung lợi khuẩn để cải thiện tình trạng thường xuyên bị tiêu chảy sau ăn. Mẹ có thể cung cấp lợi khuẩn cho con từ những thực phẩm như sữa chua hoặc các sản phẩm bổ sung như Amano Enzyme Gold, Bio Can. Có đủ lợi khuẩn, đường ruột của trẻ sẽ có đủ khả năng để chống lại các tác nhân xâm nhập. Bởi không chỉ củng cố sức khỏe đường ruột, các vi khuẩn có lợi này còn tham gia hình thành hệ miễn dịch cho trẻ. Do vậy, bổ sung lợi khuẩn cho trẻ là một cách làm thông minh mà nhiều bà mẹ hiện đại đang áp dụng. Trẻ thường xuyên bị tiêu chảy sau khi ăn có thể do bệnh đường tiêu hóa hay việc ăn uống chưa hợp lý. Cha mẹ cần quan sát và tìm hiểu nguyên nhân phù hợp với tình trạng bệnh của con. Từ đó, giúp con cải thiện được tình trạng tiêu chảy. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo